Một số vấn đề lưu ý khi nuôi rắn ri dòi trong bể composite. Chọn bể nuôi. Đối với bể composite hoặc bể bằng nhựa, chọn bể có dạng hình tròn hoặc hình chữ nhật, cao từ 0,8 đến 1 mét, diện tích từ 1 đến 2 mét vuông. Bể phải có hệ thống thoát nước và có độ dốc khoảng 5% nghiêng về chỗ thoát. Bể khi được mua về, ta ngâm bể bằng nước ngọt. Sau đó cho 10 gram chlorine trên 1 mét khối vào ngâm 36 giờ, rồi xả bỏ nước trong bể và rửa lại cho sạch. Chuẩn bị chỗ nuôi và nguồn nước để nuôi. Chỗ nuôi rắn ri dòi phải chọn ở nơi cao ráo, dễ thoát nước, có mái che tránh nước mưa vào và phải được che chắn gió. Trong bể nuôi, ta cũng bố trí giá thể bằng bó dây ni lông để cho rắn trốn lúc rắn còn nhỏ. Nguồn nước để nuôi, sử dụng nước ngọt như nước giếng khoan hoặc nước máy. Nếu sử dụng nước máy thì bà con nên chứa sẵn trong bể sau 24 giờ mới sử dụng để tránh được chlorine còn trong nước. Chọn con giống. Nguồn con giống thả nuôi rất quan trọng, nó quyết định đến sự thành công của mô hình này. Nên khi chọn giống phải đồng cỡ, khỏe mạnh, không bị thương tật. Chọn loại con giống nhỏ, mới đẻ ở các trại nuôi rắn, cỡ từ 20 đến 30 gram trên một con. Khi rắn con được mua về, ta dưỡng trong bể với mật độ 80 con trên 1 mét vuông. Khi rắn đạt trọng lượng khoảng 500 gram một con, ta sang thưa ra với mật độ 40 con trên 1 mét vuông. Chăm sóc cho ăn. Cho ăn, khi mua rắn về, ta đưa vào bể sau 2 ngày mới cho ăn. Thức ăn của rắn ta nên chọn cái trê có kích cỡ phù hợp để cho rắn ăn. Dòng thân của con mồi bằng với dòng thân của rắn là dừa. Cần cho rắn ăn đủ và đều để rắn mau lớn. Khoảng 3-4 ngày ta cho rắn ăn một lần, với lượng thức ăn trung bình khoảng từ 2-4% trọng lượng thân, tùy theo điều kiện thời tiết. Khi thời tiết lạnh, mưa nhiều hoặc mùa đông thì lượng thức ăn cho rắn ăn sẽ giảm lại. Trước khi cho ăn thì ta nên thay nước và vệ sinh cho sạch bể nuôi. Phòng bệnh. Trong tự nhiên, rắn ri dòi sống rất thưa, nơi nào không thích hợp là nó bỏ đi nơi khác, vì vậy nó ít bị bệnh. Nhưng khi nuôi, do mật độ dày và không có điều kiện di chuyển chỗ ở nên rắn thường dễ mắc bệnh, một số bệnh như bệnh ngoài da và bệnh đường ruột. Để phòng ngừa hai bệnh này, người nuôi cần thay nước bể nuôi thường xuyên và cho ăn đầy đủ. Đặc biệt, thức ăn phải tươi sống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Như cái quy trình của em nuôi hiện nay á, thì rắn có hai loại bệnh là chính, chủ là một là nấm, hai là bị đường ruột. Ví dụ bị nấm á, là nấm trên da, là nó có bong bong như là nấm gạo vậy. Thì cái cách điều trị á, là nhất là phòng, còn là mình đừng có để cho nước bị dơ. Thứ hai nữa là khi mà rắn đã bị bệnh rồi á, thì mình cách ly cái con rắn bệnh ấy ra ngoài, bắt đầu mình xử lý trị điều trị cho nó, xử lý xanh methylene thì cái liều lượng là 50 ml cho 1 lít nước, thì mình tắm khoảng có 10 phút đến 20 phút, sau đó mình chuyển sang nước sạch, mình để qua 24 tiếng đồng hồ sau mình lọc lại thêm một lèo như vậy. Chừng nào mà rắn bắt đầu nó lọc xong cái lớp da của nó là nó hết bị bệnh á, là mình chuyển rắn nó trả về vị trí cũ của nó, vô bể mình nuôi ban đầu á. Còn cái thứ hai nữa là cái bệnh đường ruột, thì do quá trình rắn ăn không tiêu á, thì do ăn những cái cá nó bị thối, nó ăn vô thì nó dễ bị đường ruột. Thì cái cách điều trị đó, thì ví dụ mà mình thấy cái bụng mà nó phình lên, nó ăn dễ bị ói ra, thì bắt đầu là mình sử dụng cái men tiêu hóa sống, cái mà thường cái biostin á, mình quậy ra mình ví dụ một trọng lượng 1 kg gắn, thì mình sử dụng một gói 1 gram, mình quậy ra mình lấy ống tiêm á, mình hút mình bơm vô, trực tiếp vô trong miệng gắn. Thì khoảng sáng mình bơm lèo, chiều mình bơm lèo, thì nó sẽ gắn ra khỏi bệnh.